Chào quý vị và các bạn, đêm chủ nhật sáng thứ hai, những cơn mưa sẽ trút xuống các tỉnh thành miền Bắc cũng như khu vực từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An. Dự báo trời mưa liên tục đến ngày thứ ba và duy trì cường độ lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi sẽ trên 250 mm một đợt. Trong mưa dông còn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt bà con vùng núi cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Nằm trong vùng cảnh báo mưa vào cả 3 ngày tới, quý vị lưu ý hôm nào trời cũng mưa từ sáng cho đến đêm. Đáng lưu ý nhất là thứ hai có thể xảy ra nhiều trận mưa to dồn dập kèm theo nguy cơ về dông sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Mưa nhiều nên nhiệt trong ngày sẽ không quá 33 độ. Về đêm nhiệt hạ nhanh xuống chỉ còn 24 độ. Nơi cũng đang có mưa nhiều là các tỉnh thành Nam Bộ. Sang đến ngày thứ hai, dự báo nhiều nơi sẽ có mưa sớm từ trưa chiều và rải rác cho đến tối. Trời sẽ có mưa vừa và mưa to, đến rất to, tiềm ẩn lốc sét và gió giật mạnh. Trước khi mưa, buổi sáng trời lúc nắng lúc nhiều mây. Tại Bến Tre, trong cả 3 ngày đầu tuần thì khoảng thời gian có thời tiết đẹp nhất là từ sáng cho đến chiều. Trời hoàn toàn nắng ráo, nhiệt độ vừa phải 32-33 độ. Mưa dông sẽ thường xuất hiện lúc chiều tối. Di chuyển ngoài trời vào khoảng thời gian này, quý vị nên cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Tối và đêm dịu mát chỉ 25 độ. Trong khi đó, nhiều điểm đến ở Nam miền Trung lại hoàn toàn khác biệt vì trời vẫn nắng và nóng. Như tại thành phố biển Đà Nẵng, dự báo cả 3 ngày tới, lúc giữa trưa và đầu giờ chiều, luôn duy trì mức nhiệt cao 35-36 độ. Tuy nhiên, do lợi thế gần biển, gió thổi đều nên cảm giác không quá nóng bức. Dễ chịu nhất là về đêm khi mà nhiệt hạ nhanh xuống khoảng 10 độ, chỉ còn 25-26 độ, trời mát. Cuối bản tin là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.